Tình hình COVID-19 ở Anh vẫn tiến triển căng thẳng và các chuyên gia y tế dự đoán nước này sẽ đến đỉnh điểm của đại dịch trong vài ngày nữa. Theo báo The Sun, tính đến cuối ngày 5 tháng 4 giờ địa phương, Anh ghi nhận tổng cộng 4.934 ca tử vong trong tổng số 47.806 ca nhiễm. Số người chết trong ngày 5 tháng 4 là 621. Theo Cơ quan Dịch vụ Y tế Công cộng Anh cho biết, con số này có giảm so với con số người chết của ngày 4 tháng 4, 708, mức kỷ lục kể từ đầu dịch. Cơ quan Dịch vụ Y tế Công cộng Anh cho biết, trong số những người tử vong mới vì COVID-19, đáng chú ý có một thanh niên 35 tuổi qua đời mà không có bất kỳ bệnh nền nguy hiểm nào. Giới chức Y tế Anh thống kê chỉ trong vòng 15 ngày, số ca nhiễm COVID-19 tại Anh đã tăng vọt từ 5.018 ca ngày 31 tháng 3 lên đến gần 47.806 ca đến cuối ngày 5 tháng 4. Bộ Y tế Anh cho biết với việc tăng cường xét nghiệm, số lượng ca nhiễm COVID-19 thời gian tới có thể sẽ tăng lên nữa. Các quan chức chính phủ Anh tiếp tục kêu gọi người dân ở nhà khi có dấu hiệu người dân đổ ra ngoài dịp cuối tuần qua để tận hưởng thời tiết nắng ấm. Theo đó, mặc dù có lệnh phong tỏa nhưng rất nhiều người dân London không tuân thủ cách ly xã hội mà ra công viên tập thể dục hay đạp xe theo từng nhóm lớn. Trước số lượng người dân đổ ra tắm nắng và tập thể dục như vậy, nhiều công viên ở Anh buộc phải đóng cửa trong ngày 5 tháng 4. Bộ trưởng Y tế Anh ngày 5 tháng 4 cảnh báo sẽ cấm việc tập thể dục ngoài trời nếu người dân tiếp tục không tuân thủ lệnh phong tỏa. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.